Kênh YouTube bán nhà quận 7 hôm nay giới thiệu đến các anh chị các bạn nha anh chị. Nhà mình ở khu Phước Lộc nha anh chị, Phước Lộc Nhà Bè nha anh chị. Đó, nhà mình có diện tích là một trệt một lầu nha anh chị. Đó, đây là nhà mình nha anh chị. Đó, nhà mình một trệt một lầu đó nha anh chị. Đường trước nhà mình là được 3 mét nha anh chị. Đó, này là ngoài Phước Lộc mình đi vô. Đây là ngoài Phước Lộc mình đi vô này nha anh chị. Đó, nhà mình nè. Khu nhà mình là khu dân cư hiện hữu luôn nha anh chị. Đó, đây là nhà mình á. Đây là Phước Lộc mình đi vô này nha anh chị. Ở đây là không có ngập nước nha anh chị. Đó, sổ hồng chính chủ luôn. Mua bán hoàn công đầy đủ nha anh chị. Đây, mình mời anh chị đi vô bên trong để mình xem căn nhà bên trong nhà mình nha anh chị nha. Đó, đây là bên trong nhà mình là có một cái sân để xe này nha anh chị nha. Đây nè, đây có cái sân để xe nè. Đó, nhà mình có cái sân để xe sẵn trước luôn. Nhà này mua về là chỉ có ở thôi nha anh chị. Đó, đây, đây, mua bán mình tặng hết nội thất luôn hả chị? Tặng ghế salon với lại máy giặt. À, nhà mình là mua bán là tặng sofa rồi tủ kệ rồi nội thất dính tường á. Dính tường tặng nạn như tivi rồi là mình tặng luôn. Đây mình mời anh chị vô xong rồi mình xem bên trong căn nhà của mình nha. Dính mà không tháo được. Đây, nhà mình có diện tích là ngang 3,5 m. Dài 10 m nữa, hậu 3,8 m nha anh chị. Đó, đây là nhà dưới tầng trệt nhà mình đây. Đây là không gian bếp tầng trệt nhà mình nha anh chị. Đó. Mua bán là chủ nhà tặng nội thất cho mình luôn. Đó. Nhà mình ở xã Phước Lộc nha anh chị. Xã Phước Lộc Nhà Bè. Đây, nhà tầng trệt nhà mình có nhà vệ sinh luôn nha anh chị nha. Đây. Đây. Mình mời anh chị mình đi lên lầu 1 nha. Lầu 1 mình được 2 phòng ngủ nha anh chị. Dẹp đầu đi, dẫn chú lên. Đây, dắt chú lên xem đi. Đó, đi mình lên lầu 1 đây. Đây là lầu 1 nhà mình. Nhà mình là hướng hướng đông nha anh chị. Nhà mình một trệt một lầu, 2 phòng ngủ nha anh chị. 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Đây, mình nhà mình là có cái cửa sổ trời này nha anh chị. Đó, sửa trời rất thoáng luôn. Đó. Chủ nhà muốn bán cái giá là 2,850 còn thương lượng nha anh chị. Đây là cái phòng trước nhà mình. Đó, đây là phòng trước nhà mình. Đó, chủ nhà mua bán là tặng máy lạnh luôn đó nha anh chị. Đây, nhà lầu 1 nhà mình là 2 phòng 2 bên. Đây là cái ban công nhìn ra nhà mình nha anh chị. Đó, nhà mình là rất thoáng nha anh chị, khu dân cư hiện hữu luôn, cách đường Phước Lộc khoảng chừng 20-30 m nha anh chị. Đó, đây mình mời anh chị để xem cái phòng sau nhà mình. Đó, có chị chủ nhà rất dễ thương luôn. Đây, nhà vệ sinh nhà mình này nha anh chị. Đó, đây phòng sau nhà mình này nha anh chị. Đó, chủ nhà trang bị sẵn, thiết kế sẵn cho mình là tủ luôn rồi nha anh chị, giường sẵn rồi nha anh chị. Mình mua về thì chỉ ở thôi nha anh chị. Chủ nhà muốn bán 2,850 còn thương lượng nha anh chị. Đó, hỗ trợ vay ngân hàng luôn. Đó, mình quay cận kẽ cho anh chị xem. Đây, nhà mình ở Phước Lộc nha anh chị. Đó, nhà mình ở xã Phước Lộc Nhà Bè nha anh chị. Đó, rồi mình xin kính chào các anh chị nha. Đó, rồi.